166. Chỗ này không để đây cho cái này để đi vô á, hiểu không? Rồi lấy cái hình thơm nấu luôn. Cố gắng em nè, đào Lê ơi, em coi em soạn đồ đi rồi xíu nữa với chị may qua xăm. Ủa nhớ vậy may bữa còn có xăm mâu. Chưa, mấy xăm mấy hả? Lê xăm mấy đó. Nó Lê dặm mấy mày đúng không? Mày nói chuyện chồng kiểu ngọt nè. Chứ phải như mình nói chuyện xấu xa. Mình nói chuyện tập lóc thì xấu xa đó. Một anh hay ăn kiểu nó quen rồi, mỗi người một kiểu. Mày tính nóng này cũng ghê lắm. Người tụi mèo nó cũng không ổn mà. Cũng không thiệt mà. Nhưng mà nhanh nguội lắm cái ly. Nóng là nóng ghê lắm. Nhưng mà mì đó. Mì cũng phải dặn vừa. Mày mình miệng cũng không khéo mà. Nếu mà mày thua mẫu là mày chồng không thôi. Thì bởi rứa đó, kiểu răng này gặp rứa rứa đó, kiểu rứa. Chứ mà bà mồ về gặp cũng bà hiền đi. Mày mày lại ăn hiếp với chứ giỡn. Tính mày kiểu ưng. Mày thấy bà nó thôi. À, nó thiền bên mẹo nè. Thì cái kiểu đó. Đúng mà sai chuyện là của mẹ là nhất đấy. Em thiền tội mà. Tội mà bị cái nó. Thôi, bù trừ cũng được, với trời ra. Tại vì đứa mà mày vẫn mới ngái đó cha. Là ông nhà tội ở nhà mình nữa. Thôi lắm, mình thấy chị cũng nhiệt tình hết sức luôn á. Nhiệt tình thì nhiệt tình lắm luôn. Không không bao giờ kể công một cái chi luôn nghe. Mày mới đi nghĩ lại là nghĩ cái đó. Thiệt không, tại vì lo thấy quá ok luôn á.
thì lứa thâu với chờ răng. Rồi ông ngoại mắc mà ông ăn chay 49 ngày luôn mà biểu. Xong anh ông mắc thì mi còn phải ăn lại 49 ngày đó. Mi mi hai vợ chồng ăn hai cả 2 tháng rồi nè. Thì ăn giỏi thì nó làm chịu. Thôi không chịu. Nó lần có ai đi chăng nữa không mang được. Không được thì mình không được thâu với ai hết đâu. Tâm mình thâu với ai mà sống ác mình nói chuyện. Tôi hiểu đấy còn đỡ nghe không? Trời trời trời. Ngay muốn nhập viện luôn mà. Ghê đó hả? Ừ. Đi qua 3 tháng nữa hơn đó. Ừ. Mong đứa cho bà đỡ hết tàu quá. Chắc còn ngáp nữa là sức mô là mình đã 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 dịch giá rồi YouTube đã không có rồi. Mong được mới có cái mic nè. Mong Tết này tại vì có mấy video tươi đó đưa vô đó bà Duyên nữa Duyên con gái nè chỉ biết lo cuộc sống nha. Thì nó suy nghĩ xa lắm thì không suy nghĩ sâu xa. Không suy nghĩ sâu xa hay là suy nghĩ sâu xa? Không suy nghĩ sâu xa. Đó là chị Hiền bị... Không lo xa. Chị Hiền bị... Không có tính lo xa. Không, nhưng mà chị Hiền cũng bị phụ thuộc của anh chồng nữa mà nữa. Anh là không biết hết nữa bởi nó... Thôi. Đừng nói nhiều. Nói nhiều lên trên ấy. Mà chắc còn không ai rảnh coi đó. Làm gì mình đâu coi đâu. Các bà con coi nghe lại nói. Bà con cũng đi ngủ đó. Bà con mấy cái cũ có bên Facebook. Đưa bà mê bà quay. À bà cà lê bà lê bà quay cái. Lê ơi, Lê ơi, nó quay cái cuối Lê ơi. Mày bình thường là làm sơ sơ nó lấy cỡ 1,5 triệu hả? Làm nó chắc cũng nhanh đúng không Lê? Lê giống chị đó. Lê giống chị đó. Anh có cho phun xăm đi răng. Anh đóng cửa. Không mở cửa mà không thấy khách. Mới đầu thấy khách đông, chắc họ tới ủng hộ. Nhưng mà lo làm thì còn có khách chứ. Ai làm trong này được.
Thấy bị họ chắc cái vaccine này bị mụn nhiều ghê luôn á. Lần bị mụn ngực, một lần mà bị mụn với lại là cái rụng tóc. Lon thấy mũi, mà Lon thấy mũi hai mới bị nhiều. Mũi hai là số mũi một là không bị, không bị nhiều bằng. Mũi một thấy bình thường, mũi hai về nó hơi. Mà Lon thì không có bị rụng tóc. Về đang tóc rụng hả? Tóc này còn rụng quá rồi. Còn không còn chi để rụng nữa. Mà nó coi trời mẹ tiên bãi mũi chắc khói luôn á thì. Hôm